Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Môi trường quân đội giúp các tân binh rèn luyện và trưởng thành. Hiến đất xây dựng nông thôn mới, cuộc cách mạng thay đổi diện mạo các miền quê. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng các đơn vị tuyến biển của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ ngư dân, nhất là các tổ đội tàu thuyền hoạt động trên biển. Những người lính quân hàm xanh đã trở thành điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm gần đây, mô hình tổ tàu thuyền đoàn kết sản xuất trên biển đã trở thành hoạt động không thể thiếu đối với bà con ngư dân xứ Thanh khi lao động sản xuất trên biển. Đây là kết quả từ ý tưởng xây dựng phong trào quần chúng của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biển. Thông qua mô hình, bà con ngư dân tăng cường sự gắn kết, tương trợ nhau trong lao động sản xuất, chia sẻ khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Từ cái việc là nhân dân đi ra biển là đánh cá, lao động sản xuất thông thường, thì bây giờ là đã trở thành một cái tổ đội đoàn kết chặt chẽ gắn bó với nhau để vừa lao động sản xuất, vừa giúp đỡ nhau trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và tham gia gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới trong tình hình mới. Nhờ hoạt động theo tổ đội, nhóm, ngư dân còn phát huy vai trò tai mắt quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sản phẩm khai thác rõ ràng, minh bạch về nguồn gốc. Hầu hết các chủng loại cá được ghi chép đầy đủ thông tin về vùng biển khai thác, sản lượng đánh bắt. Như thế là các em mà đi mà vùng biển vậy, như các em vùng biển mà em đi biển không may mà khai thác một tàu lạ nào đấy ở vùng biển nước ngoài có vi phạm vào vùng biển mình, thì luôn luôn các em phải điện biên phòng, rồi các em phải luôn luôn để theo sát dõi coi người ta kiểu gì, để các em điện về để cái tọa độ của người ta đang làm mới bao nhiêu, để xin để giúp đỡ để cho người ta đưa ra khỏi cái vùng biển mình. Các đồn biên phòng tuyến biển thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hiện nay có một số cái danh sách kiểu cá có nguy cơ vi phạm về IUU, thì đối với giải pháp mình thì là đối với trạm kiểm soát phòng cư là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn đối với các phương tiện này. Qua đó là tích cực tuyên truyền vận động người dân, tức là bổ sung những giấy tờ còn thiếu và lắp đặt những thiết bị giám sát hành trình, qua đó phục vụ công tác đi khai thác. Song song với công tác tuyên truyền, các đơn vị còn chủ động kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra vào địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự bến bãi, từ đó tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế. Phương luôn luôn là trong công tác là luôn luôn tuyên truyền với bà con nhân dân, chủ yếu là ra khơi bám biển, thực hiện để sản xuất, để đánh bắt thủy hải sản phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội, vừa là để đảm bảo chủ quyền hải sản, báo chí là vừa đảm bảo chủ quyền của vùng biển Việt Nam. Qua thực hiện chỉ thị 1 về thành lập các tổ đội an ninh trật tự trên biển ấy, thì chúng tôi đã các cái tổ đội này khi mà tham gia thực hiện cái khai thác trên biển thì thường xuyên cung cấp cái thông tin về cái hoạt động của tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam khai thác trái phép, cũng như là các hành vi khai thác thủy sản trái phép vi phạm cái IUU đối với ngư dân, để kịp thời cung cấp thông tin cho đồn trong tác điều tra xử lý theo đúng quy định. Với nhiều hoạt động ý nghĩa sáng tạo, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa luôn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng bà con ngư dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngay sau lễ giao nhận quân, 360 chiến sĩ mới của hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An được đưa đến Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 huấn luyện trong thời gian 3 tháng. Đến nay, sau gần 1 tháng, các chiến sĩ đã dần quen với điều lệnh, điều lệ, nếp sống, nếp sinh hoạt của người lính. Những trải nghiệm trong quân ngũ tuy còn mới mẻ, nhưng mỗi chiến sĩ đều rắn giỏi, trưởng thành hơn về mọi mặt. Từ việc gấp chăn màn sao cho thật vuông vức, đến thực hiện quy định vệ sinh ăn ở, thời gian sinh hoạt, cách xưng hô chào hỏi giữa đồng chí, đồng đội, cấp dưới với cấp trên,
các chiến sĩ mới được trực tiếp uốn nắn, nhắc nhở thường xuyên. Những bỡ ngỡ ban đầu dần trôi qua, thay vào đó là ấn tượng đẹp về tình đồng đội, sự thích nghi, đáp ứng những yêu cầu trong môi trường quân đội. Mới ngày đầu vào trong môi trường quân ngũ thì tôi có chút hơi bỡ ngỡ về chế độ làm việc, ăn uống và ngủ nghỉ ở trong quân đội. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi được làm quen và cả tác phong, cách xưng hô. Từ đó khiến tôi trở nên tự tin hơn và nhờ việc ăn uống có giờ giấc ngủ nghỉ thì tôi cảm thấy sức khỏe của bản thân được cải thiện và cái làm việc một cách khoa học và nhanh chóng chính xác. Sau khi tiếp xúc được với chỉ huy đơn vị và những đồng chí thì tôi đã trở thành một người trưởng thành hơn so với khi chưa nhập ngũ và tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những ngày huấn luyện tân binh này. Các tân binh xuất thân từ nhiều gia đình địa phương, nền nếp sinh hoạt, thói quen khác nhau, nhiều người lần đầu tiên sống trong môi trường tập thể. Để giúp các chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, yên tâm học tập, rèn luyện, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 266 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo nơi ăn nghỉ chu đáo, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ được giáo dục chính trị về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của đơn vị, tham gia huấn luyện điều lệnh quản lý quân đội, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, rèn luyện nâng cao sức khỏe, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống và duy trì chế độ nề nếp trong ngày, trong tuần. Cán bộ trung đoàn cũng gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giúp các tân binh ổn định tư tưởng, phát huy tính tự giác, ý thức kỷ luật, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn đã phân công cho cán bộ các cấp rà soát lại lý lịch của chiến sĩ, để từ đó nắm chắc được cái đặc điểm tình hình, tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, có tư tưởng nảy sinh, để phân công cán bộ theo dõi giúp đỡ. Trong công tác quản lý huấn luyện, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn cũng đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tạo cái môi trường văn hóa lành mạnh để cho cán bộ, để cho chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị. Những nỗ lực bước đầu để bắt nhịp nhanh với nền nếp sinh hoạt quân ngũ là cơ sở để các chiến sĩ mới vững vàng hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của đề án là tái cơ cấu ngành công thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành, tạo lập các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển biến về chất mô hình tăng trưởng của ngành công thương cùng một mô hình quản trị nhà nước năng động, hiệu quả, hiện đại và có tính thích ứng cao để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao. Đề án đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5% một năm, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030, đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP giảm từ 1 đến 1,5% một năm, duy trì thặng dư cán cân thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng từ 6 đến 8% một năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng từ 13 đến 13,5% một năm. Kết luận tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháng 2 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp ngành chức năng khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu tổ chức hội nghị làm việc với các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh trực tiếp tiếp xúc, xử lý công việc liên quan đến doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. Tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các sở ngành chức năng không chỉ tạo ra điểm tựa giúp doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
Theo kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2023, trong năm nay, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành nguồn kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và đang kinh doanh sản xuất chế biến các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tại tỉnh Thanh Hóa. Nội dung hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu tiếp cận thị trường xuất khẩu mới. Mức hỗ trợ tối đa không quá 250 triệu đồng một doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu mới. Doanh nghiệp được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau: có cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị dây chuyền sản xuất, chế biến các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Doanh nghiệp phải có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường mới theo hợp đồng tư vấn với tối thiểu là 300.000 đô la Mỹ. Sở Công Thương là cơ quan hỗ trợ tiếp nhận xem xét hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về triển khai thực hiện đề án đánh giá DDCI tỉnh Thanh Hóa năm 2022, hiện nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, VCCI Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai các bước khảo sát DDCI năm 2022. Theo VCCI Thanh Hóa, triển khai khảo sát đánh giá về chỉ số DDCI năm 2022, đơn vị đã lựa chọn ngẫu nhiên hơn 4.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể để phát ra hơn 12.000 phiếu khảo sát với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa năm 2022 vẫn giữ nguyên 8 thành phần gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Hiện nay, các cán bộ VCCI Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn thiện công đoạn lấy phiếu khảo sát, dự kiến sẽ kết thúc khảo sát vào ngày 5 tháng 3. Sau đó, VCCI Thanh Hóa sẽ chuyển sang công đoạn thu hồi, nhập kết quả khảo sát, mã hóa hồ sơ, hoàn thiện báo cáo và dự kiến kết quả DDCI năm 2022 sẽ được công bố vào đầu tháng 4 năm 2023. Hàng loạt ngân hàng vừa công bố các chương trình giảm lãi suất, các gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn khoảng từ 1 đến 3% một năm. Động thái này được đánh giá sẽ giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí giá vốn. Cụ thể, Ngân hàng Vietinbank đã công bố triển khai gói ưu đãi lãi suất có quy mô 10.000 tỷ đồng áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu vay vốn tại Vietinbank. Ngân hàng Vietcombank cam kết giảm 0,5% một năm lãi suất cho tất cả khách hàng có dư nợ hiện hữu và phát sinh mới ngay từ đầu năm 2023. Ngân hàng BIDV triển khai gói vay ngắn hạn với quy mô 30.000 tỷ đồng. Ở nhóm các ngân hàng tư nhân, MB đã công bố giảm 1% lãi suất vay cho khách hàng doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ đồng. Sacombank vừa thông báo áp dụng mức lãi suất tối thiểu chỉ từ 8,99% một năm. Ngân hàng VPBank dành nguồn vốn 7.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5% đến 1,5% đối với doanh nghiệp ở mọi quy mô, kể cả siêu nhỏ, vừa và nhỏ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất giảm nhiệt từ ngân hàng, điều quan trọng, doanh nghiệp cần có kế hoạch kinh doanh khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ. Do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, ngày càng nhiều công ty Đức ở châu Á đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Đáng chú ý, Việt Nam hiện trở thành lựa chọn mới của các công ty Đức. Đến nay, các doanh nghiệp Đức đã đầu tư vào Việt Nam 441 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2,37 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 18 trên 141 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các dự án đầu tư của Đức và Việt Nam tập trung vào các ngành chế biến chế tạo, dịch vụ kỹ thuật, thông tin truyền thông, ngân hàng, bảo hiểm. Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp Đức đánh giá Việt Nam có lợi thế về thuế quan nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và là quốc gia châu Á duy nhất ngoài Singapore có Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu. Ngoài ra, sự phát triển kinh tế của Việt Nam những năm gần đây rất ấn tượng, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng do COVID-19. Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định. Do đó, hiện các công ty Đức ở châu Á đang xem xét việc chuyển dịch hoạt động từ các nước châu Á khác sang Việt Nam. Nhân dân tự nguyện hiến hơn 34 hectare đất mở rộng đường giao thông là một trong những kết quả nổi bật của phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2022. Hiến đất làm đường được ví như cuộc cách mạng làm thay đổi diện mạo các địa phương, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông, một tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Với sự đồng tình tự nguyện hiến đất của nhân dân trong tỉnh, những con đường trước đây chỉ 2 đến 3 mét nay đã được mở rộng lên 5 đến 7 mét. Tuyến đường nào cũng có rãnh thoát nước hai bên, phong quang sạch đẹp, phương tiện giao thông đi lại thuận lợi. Có những nơi đất đai giá trị hàng trăm triệu đồng, nhưng các hộ vẫn sẵn sàng hiến để mở rộng đường giao thông.
Khi người dân hiểu rằng những con đường mới được mở ra sẽ giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ai cũng hết lòng ủng hộ. Năm 2019-18 là tôi hiến cho xã là tầm 35 m² rồi, là mặt đường chính nè. Thì bây giờ đến giờ là mặt đường đi là cũng trước thì không có chính nhưng mà giờ là biết là cũng ra chính. Thì thôi thì rồi xã với thôn vận động thì tôi cũng hiến cho xã với thôn là 35 m² tiếp nữa. Đường rộng thì bà con rồi xe cộ rồi đi thoải mái, không va vấp không nữa thôi, thì rộng đường nó đẹp thôi, nó rộng thôi, thì bà tôi ủng hộ 100% cả. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Để có được kết quả đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Từ xã đến thôn đã thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình, vận động người dân tham gia hiến đất. Đồng thời các xã ban hành cơ chế hỗ trợ cho thôn, gia đình hiến đất một phần kinh phí để đổ bê tông mặt đường, xây dựng tường rào. Tỉnh huyện cũng có các chính sách kích cầu hỗ trợ xi măng cho các khu dân cư, mở rộng đường giao thông. Từ đó không chỉ khuyến khích người dân tự nguyện hiến đất mà còn đóng góp thêm tiền, ngày công lao động để hoàn thành tiêu chí giao thông của xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Chúng tôi cũng đã ngay xây dựng kế hoạch mà bàn bạc rất kỹ, bắt đầu từ đảng ủy rồi đến các đoàn thể, sau đó triển khai đến các thôn và chúng tôi sẽ cùng về họp với nhân dân thông qua các hội nghị của thôn, rồi thông qua các hội nghị của từng ngõ và lấy nhân dân làm gốc và nhân dân bàn. Và chính vậy khi nhân dân đã bàn để mở rộng chính cho con đường của nhà mình thì cái sự vào cuộc nhân dân một cách hết sức là tích cực. Huyện ban hành cái nghị quyết 12 để vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường đạt tiêu chí đô thị loại 4. Có xây dựng cơ chế hỗ trợ khuyến khích để người dân hiến đất thì Triệu Sơn đã hiến đất được trên 20 hectare, và cái tuyến đường có chiều dài khoảng 203 km. Đây là cái thành tích rất lớn và vượt cái kế hoạch. Có thể nói chưa có giai đoạn nào phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới lan tỏa mạnh mẽ như hai năm 2021-2022. Từ phong trào này đã củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, cây luồng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống của người dân miền núi Thanh Hóa nói chung và huyện Lang Chánh nói riêng. Tuy nhiên, do tình trạng khai thác măng và luồng tùy tiện, không chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên rừng luồng nhiều nơi bị thoái hóa, chất lượng giảm sút. Để gìn giữ, phát triển diện tích luồng nguyên liệu một cách bền vững, thời gian gần đây, Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng cải tạo giống, tăng cường chăm sóc và bón phân cho cây luồng. Là một trong 7 huyện nằm trong quy hoạch vùng luồng thâm canh, theo quyết định 502 ngày 23 tháng 2 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020, Lang Chánh được quy hoạch phát triển rừng luồng tập trung với quy mô 9.235 ha, trong đó diện tích cần phục tráng hơn 2.000 ha, thâm canh 5.000 ha. Triển khai quyết định trên, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tăng cường cán bộ về các thôn bản phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển rừng luồng thâm canh, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân phục tráng rừng luồng cho người dân. Các hộ tham gia được hỗ trợ kinh phí mua phân bón trong 2 năm đầu thâm canh phục tráng rừng luồng với mức 2 triệu đồng một hectare một năm, hỗ trợ nâng cấp làm mới với mức 230 triệu đồng một km đường lâm nghiệp. Diện tích rừng sau khi được phục tráng, cải tạo thì cái chất lượng rừng nó đã được nâng lên. Hiệu quả từ rừng luồng đem lại cho bà con nhân dân trên địa bàn miền núi Lang Chánh, đặc biệt là những hộ trồng luồng thì cũng có thu nhập trung bình từ 10 tới 12 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Cùng với đó thì cái việc là nâng cao cái chất lượng chế biến từ các sản phẩm từ luồng đáp ứng được các cái nhu cầu của thị trường, tránh sử dụng các cái sản phẩm mà nó cái giá trị gia tăng nó không cao, làm ảnh hưởng đến cái việc khai thác cũng như là sử dụng hiệu quả cái rừng luồng trên địa bàn huyện Lang Chánh. Thực hiện quyết định 502 của tỉnh, đến hết năm 2020, Lang Chánh đã trồng được trên 13.000 hecta luồng nguyên liệu, vượt kế hoạch đề ra, thâm canh đạt hơn 5.000 hecta và làm mới được một số tuyến đường lâm nghiệp, tạo thuận lợi cho công tác chăm sóc, khai thác, vận chuyển lâm sản đi tiêu thụ, giảm chi phí nhân công. Từ năm 2020 đến nay, huyện vẫn luôn duy trì ổn định diện tích rừng luồng nguyên liệu. Toàn huyện đã có trên 2.000 hecta luồng được tổ chức quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, góp phần quan trọng để cây luồng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá cả và đầu ra.
Trên địa bàn huyện có 14 công ty, hợp tác xã và các cơ sở thu mua, chế biến các mặt hàng từ luồng như đũa, giấy, ván sàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư làm đường giao thông nội vùng giải ngân chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa được triển khai kịp thời, nên việc làm mới đường lâm sinh và phục tráng rừng luồng chưa đạt kế hoạch đề ra. Để mà tạo cái vùng nguyên liệu tốt thì chính quyền địa phương cùng với chúng tôi có thể là hỗ trợ về vấn đề là kỹ thuật cùng với phối hợp với chính quyền, nhưng trong đó là giống này, cây trồng này, cái vùng nào đó thái hóa muốn tái tạo chẳng hạn, cắt phạt hết đi, chúng tôi sẽ thu gom mua hết để làm sao mà cái kinh tế của địa phương nó được phát triển lên từ cây luồng. Trồng luồng là hắn qua quá trình sử dụng lâu dài rồi là hắn thoái hóa rồi, chúng tôi cũng chăm sóc và là phân bón và thứ rồi, nhưng mà chúng tôi mong muốn địa phương đưa cái giống luồng mới về trồng để có thu nhập hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, rừng luồng được phục tráng thì năng suất, chất lượng nâng lên rõ rệt, hệ số sinh măng tăng gấp 1,5 lần, măng to hơn, gióng dài hơn. Tuy nhiên, nguồn vốn phân bổ để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh còn thấp so với khối lượng kế hoạch đề ra. Do vậy, thời gian tới, cùng với chính sách của tỉnh, huyện Lang Chánh sẽ bố trí một phần ngân sách của địa phương để hỗ trợ mở rộng diện tích luồng thâm canh, tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn để có giải pháp nâng cao hiệu quả các sản phẩm từ luồng, cam kết không thu mua, tiêu thụ luồng non, xây dựng các mô hình hợp tác xã sản xuất, kinh doanh luồng, tạo vùng nguyên liệu tập trung và là cầu nối để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án quản lý, tạo điều kiện để có thêm nhiều diện tích luồng ở Lang Chánh được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Hiện nay, diện tích sử dụng giống ngô biến đổi gen ở tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 3.000 ha với các giống DK6818S, NK43008T, DK9955S, DK6919S. Qua đánh giá của ngành nông nghiệp, các giống ngô biến đổi gen đều có khả năng kháng sâu bệnh cao, nhất là đối với bệnh nguy hiểm như sâu keo mùa thu, nên chi phí đầu vào giảm khoảng 10 đến 15%. Theo tính toán của các hộ dân thực hiện mô hình, diện tích trồng ngô biến đổi gen đạt năng suất từ 78 đến 80 tạ một hecta một vụ, cao hơn các giống ngô thông thường khoảng 16 tạ một hecta một vụ. Trồng ngô biến đổi gen bắt đầu được du nhập vào tỉnh Thanh Hóa từ năm 2016 thông qua việc triển khai thực hiện mô hình khảo nghiệm, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh và xây dựng mô hình sản xuất ngô biến đổi gen do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai thực hiện. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành thanh tra tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định UUU lần thứ tư vào tháng 6 năm 2023. Như vậy, chỉ còn hơn 100 ngày nữa để Việt Nam thực hiện các biện pháp tháo gỡ thẻ vàng UUU. Để đạt được mục tiêu trên, từ nay đến tháng 5, các bộ ngành địa phương liên quan cần rà soát thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của địa phương, hoàn thành 100% việc đăng ký đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và các tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU gửi các cơ quan chức năng và phân công cụ thể đơn vị cá nhân theo dõi quản lý, phải xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương để kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh. Để chủ động ứng phó mùa mưa bão năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều, chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước trong mùa lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều. Đối với những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ bão trước, cần tập trung nguồn lực để hoàn thành việc xử lý, đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ bão năm 2023. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cống dưới đê trong lũ bão. Đối với những cống dưới đê đã xảy ra sự cố những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công, các tỉnh, thành phố phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Căn cứ phương án hồ đê năm 2023, các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị địa phương chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hồ đê cho từng tuyến. Đặc biệt, các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê, gây ảnh hưởng đến an toàn đê
và khả năng thoát lũ trước ngày 15 tháng 5 năm 2023. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định gia hạn thêm 715 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Trong số 715 mặt hàng này có 713 thuốc sản xuất trong nước, 2 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố gia hạn có cả thuốc điều trị bệnh lý thông thường và thuốc điều trị bệnh lý chuyên khoa đặc trị như tim mạch, tiêu hóa, tiểu đường, cơ xương khớp, hô hấp, nhiễm khuẩn, ung thư. Toàn bộ số thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là đợt gia hạn thứ 2 của năm 2023 theo nghị quyết số 80 của Quốc hội. Trước đó, ngày 8 tháng 2, Cục Quản lý Dược đã gia hạn gần 8.880 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy, sau 2 đợt gia hạn thuốc đầu năm nay, đã có gần 9.600 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Hiện nay, tình trạng vi phạm phần đường làn đường của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Tại nhiều ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu cho phép một số hoặc tất cả các phương tiện được phép rẽ phải hoặc có mũi tên hiển thị chỉ dẫn đèn đỏ được phép rẽ phải nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm bớt ách tắc khi các phương tiện cùng xuất phát khi đèn xanh. Với biển báo này, làn đường trong cùng phải để thông thoáng để các phương tiện cua rẽ. Thế nhưng trên thực tế, làn đường này thường xuyên bị các phương tiện khác dừng đèn đỏ chắn toàn bộ, khiến việc cua rẽ không thể đi được. Muốn rẽ phải nhưng mà phương tiện là chắn hết là không rẽ được. Tôi đề nghị là cơ quan chức năng là có cái biện pháp sao là có vạch kẻ, chỉ dẫn gì để cho tránh ùn tắc, để cho dân chấp hành tốt luật giao thông. Thực tế, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm làn đường, phần đường đang diễn ra rất phổ biến ở hầu hết, ở những vị trí có cho phép các phương tiện rẽ phải. Tuy nhiên, thực tế, để yêu cầu người dân tuân thủ quy định này cũng còn nhiều bất cập, bởi hiện nay chưa có kẻ vạch phân làn để phân chia làn đường và biển báo buộc phương tiện phải dừng đèn đỏ đúng làn. Do không có đủ biển báo cũng như hệ thống phân làn chỉ dẫn, nên lực lượng chức năng chưa thể xử phạt hành vi này mà mới chỉ dựa vào ý thức tự giác của mỗi người. Tôi là nhìn không thấy vạch cả đường đâu cả nên chúng tôi dừng cũng không thấy biển cấm nào nên bọn tôi là cứ thấy đèn đỏ bọn tôi phải dừng thôi. Với lại đâu rất đông người nữa. Lỗi vi phạm phần đường, làn đường hiện nay gần như không bị các cơ quan chức năng xử lý nên cũng là nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm này diễn ra nhiều. Sau đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cần bổ sung biển báo, hệ thống phân làn đường, có biện pháp xử lý tạo sự răn đe nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.